Quý 1 năm 2024, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 16 văn bản để lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, tiếp nhận, phân loại, xử lý các đơn thư khiếu nại phản ánh của công dân. Các cơ quan trong khối nội chính đã phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ trong điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp, công tác nghiệp vụ để thực hiện hiệu quả từng nhiệm vụ trên các mặt công tác. Tại buổi làm việc, các cơ quan trong khối nội chính đã nêu lên một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề ra các giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan khối nội chính đã góp phần ổn định tình hình, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Trên cơ sở chỉ rõ một số tồn tại hạn chế, đồng chí yêu cầu các cơ quan trong khối tiếp tục tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình đấu tranh với các loại tội phạm. Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, yêu cầu các cơ quan trong khối nội chính cần phân tích, nhận định tình hình thời gian tới theo từng lĩnh vực phụ trách để tham mưu xử lý kịp thời, có hiệu quả các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan trong khối trong thực hiện các nhiệm vụ, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ công chức ngành nội chính, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, tạo niềm tin trong nhân dân. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan trong khối nội chính, đồng thời yêu cầu các cơ quan phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ, góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn.